các bạn sẽ không thể nào mà gắn bó với cả trung thành với cả một nền tảng được. Câu chuyện mà trung thành với cả một nền tảng ấy, mình đã nghĩ cách đây khoảng tầm hơn một năm trước mình vẫn khuyên mọi người là hãy trung thành với cả nền tảng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cái cách đấy nó, thằng nào mà trung thành với cả một nền tảng ấy, thì thằng đấy đúng là hơi bị đần. Ok, mình sẽ nói tiếp về cái phần mà sau khi mà cái việc mà các bạn mà bị gỡ link bio, ở thời điểm hiện tại có thể là chưa đâu, nhưng mà có thể là sắp tới đi, các bạn bị gỡ link bio ở trên kênh TikTok thì các bạn sẽ cần phải làm cái gì, mình sẽ nói kỹ hơn. Đấy là cái việc mà mọi người cần phải kết hợp với cái việc mà làm đa kênh. Các bạn chắc chắn giúp mình một cái điều, đấy là các bạn sẽ không, khi mà các bạn mà làm về sáng tạo nội dung ấy, các bạn sẽ không thể nào mà gắn bó với cả trung thành với cả một nền tảng được. Câu chuyện mà trung thành với cả một nền tảng ấy, mình đã nghĩ cách đây khoảng tầm hơn một năm trước mình vẫn khuyên mọi người là hãy trung thành với cả nền tảng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cái cách đấy nó, thằng nào mà trung thành với cả một nền tảng ấy, thì thằng đấy đúng là hơi bị đần. Tại vì là với cái đối sách của TikTok hiện tại bây giờ nó đang chơi kiểu hai mang, nó đang không được gọi là công bằng với cả là người làm sáng tạo nội dung cho lắm, cũng gọi là không công bằng với cả là những cái người như mình đứng đằng sau support cho lắm. Cái này thì một cái phiên live nào đấy có thể là mình sẽ nói tâm sự với cả mọi người sau, nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình chỉ biết là nói với cả mọi người là TikTok ở thời điểm hiện tại chơi đang khá là bị mất cân bằng. Bởi vì cũng đúng thôi, nó đang cầm một cái lượng traffic rất là khỏe. Thằng nào cầm traffic khỏe thì thằng ấy là bố, thằng ấy là vua. Thời điểm hiện tại giờ TikTok nó đang là vua, nhưng mà yên tâm đi, còn những cái đối thủ ở phía đằng sau. Và tương lai những thằng nào, nhắc lại với cả mọi người là những thằng nào cầm video suộc gốc là những đấy là thằng ấy là cầm là win luôn. Và cái việc tiếp theo của mọi người khi mà từ bây giờ nhé, mọi người làm về sáng tạo nội dung ấy, mọi người cần phải giúp mình làm thêm một cái bước nữa. Một bước mà bắt buộc mọi người phải làm, đấy là tách nhạc của mọi người ra với cả là về video. Bởi vì là ở trên mỗi một nền tảng ấy, bản quyền âm nhạc lại là bản quyền khác nhau. Các bạn không thể nào mà các bạn đăng lên trên TikTok mà các bạn sử dụng nhạc free của YouTube thì nó sẽ không được trending, và tỷ lệ được lên xu hướng rất là thấp luôn so với cái việc mà mọi người sử dụng một cái nhạc trending ở trên TikTok. Nhưng tương tự, nếu mà mọi người mà sử dụng một cái nhạc trending ở trên TikTok ấy, đăng lên ở trên Facebook hay là đăng ở trên YouTube, bị dính bản quyền cực kỳ dã man luôn. Khả năng là còn bị bay kênh, còn bị mất kênh luôn. Cho nên là mình sẽ nhắc lại với cả mọi người, đấy là cái việc mà hiện tại bây giờ DC đang gọi là tìm idol xây luôn từ A đến Z. Và thời điểm hiện tại mình, khi mà mình mà xây kênh từ A đến Z ấy, mình sẽ không chỉ xây ở riêng mỗi TikTok nữa, mà mình sẽ xây cho các bạn từ đa nền tảng, từ Facebook cho đến YouTube, để làm sao mà chúng ta có thể là gọi là giúp cho các seller và kiếm được về tiền cho mình được nhiều nhất có thể, chứ mình sẽ không bị phụ thuộc vào bố con của thằng nào cả. Đấy, nên là nếu mà bạn nào mà đang có cái nhu cầu gọi là xây kênh từ A đến Z nhé, kể cả những cái bạn mà đang có kênh từ khoảng 200-300 nghìn follow hay là cả hàng triệu follow rồi, các bạn đã thuộc ở trong DC và các bạn vẫn là muốn DC support phát triển từ A đến Z, thì các bạn vẫn có thể là tham gia. Tại sao mình lại cần các bạn tham gia? Đấy, quay trở lại câu chuyện vừa rồi, ban đầu mình nói là về Lý Gia Kỳ đúng không? Lý Gia Kỳ ban đầu xuất thân là từ một dancer. Và từ một dancer ấy, bản chất là các bạn ấy làm về giải trí. Và khi mà trở về là làm giải trí, các bạn ấy có thể là làm nội dung thu hút, và các bạn ấy chuyển sang là làm về seller, các bạn ấy làm về bán hàng cực kỳ dễ. Nhưng một bạn seller ấy, chuyển đổi ngược lại thì rất là khó. Cho nên là các bạn ấy có thể có khả năng thế mạnh. Ở đây không biết là có Linh đang ngồi xem không, em gắn cho em cái đường link mà cho mọi người đăng ký để anh ghim lên, đăng ký trở thành nhà sáng tạo nội dung ấy. Đây, hoặc là mọi người có thể là lên trên này, mọi người ấn vào cái đăng ký, cái ảnh mà mình vừa mới đăng lên gần đây này. Đây, cái bài viết này này. Đấy, cái Facebook mình đang bị khóa mõm, mình không đăng được vào được, cho nên là mọi người có thể là vào, mọi người đăng ký giúp mình ở trên phần đường link như thế này nhá. Đấy, ở phần trên này mình đã ghi rõ ở trên này rồi. Ok, quay trở về cái câu chuyện, đấy là các bạn có thể có khả năng là làm về ảo thuật, các bạn có thể khả năng là làm về múa lửa. Các bạn chỉ cần là xây được một cái kênh làm về múa lửa hay là ảo thuật, múa quạt như thế thôi. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái phiên live ở trên TikTok thuần và là về giải trí. Sau đó mình sẽ lồng ghép cho mọi người là về cái cách mà mình bán hàng ở trên kênh đó như thế nào, để làm sao mà cái thị trường TikTok ấy rồi nó sẽ phải là cân bằng lại. Bởi vì là TikTok Shop bây giờ nó ra nó còn mới quá đúng không? Nó ra nó còn mới quá, và bây giờ mọi người đều đang bị là FOMO. Nhưng mà về tương lai mình vẫn tin là về cái cách mà giải trí làm kiểu kia kìa, nó vẫn lên là tốt. Tại vì sao mình tin tưởng là như vậy? Bởi vì là các cái nền tảng khác từ ở bên Mỹ hay là kể cả ở bên Trung Quốc ấy, Trung Quốc đó là cái nôi của cái nghề mà KOC như thế này. Nó đang là phát triển một cái lĩnh vực như thế, nó đang làm rất là tốt về cái việc như thế. Và tất nhiên các bạn phải tự tin là mình có khả năng là về ăn nói nữa, khả năng là về ăn nói. Thì còn lại là tất cả những khả năng khác là về ví dụ như là khả năng làm sao để mà mọi người có thể là lên top top xu hướng được ở trên Facebook, hay là lên ở trên YouTube, hay là kể cả ở trên TikTok ấy. Mình hoàn toàn là mình có thể là lo được cho mọi người. Mọi người chỉ cần là làm tốt nhiệm vụ cho mọi người, đấy là làm về giải trí thôi. Đấy, thì cái stream ngày hôm nay nhá, mình nhắc lại đối với cả anh em mà trở thành KOC ý, giữ vững cho mình cái giá trị của mọi người, đấy là làm về giải trí. Còn những cái mà liên quan là về kỹ thuật, liên quan đến là về xây fanpage, xây đến cả là về YouTube ấy, mọi người hãy liên hệ với cả là MCN của mọi người. Đấy, hoặc là mọi người mà đang ở trong một cái MCN của DC, mọi người có thể liên hệ với cả DC để mà hỗ trợ cho mọi người cả về trang fanpage, miễn là mọi người sẵn sàng là làm nội dung, sẵn sàng là lên livestream và dành toàn thời gian cho cái công việc này, chứ không phải là liên hệ xong rồi bảo là làm video xong rồi bảo là mình em bị ngại camera lắm đâu nhá, thì cái đấy là mình cũng quỳ luôn, mình không thể nào mà mình giúp được với cả mọi người cả. Đấy, còn đối với cả anh em nào mà không ở trong net của DC ý, thì mình vẫn nhắc lại là tập trung là về giá trị. Và tốt nhất nếu như mọi người có thể tổ chức ra được một cái phiên livestream nó liên kết được cùng với cả cái tính cách, liên kết được cùng với cả là cái nội dung làm sáng tạo video của mọi người ở ngoài đời ấy, thì hãy nhanh chóng mà liên kết vào đi. Bởi vì là nếu như mọi người mà không làm ấy, khả năng cao là những cái đứa mà làm sáng tạo nội dung tương lai ấy, nó sẽ có làm được như thế này. Ví dụ điển hình luôn Tiến Bịp. Tiến Bịp mà lên ngôi bây giờ, bởi vì là Tiến Bịp bây giờ đã lên ngôi rồi, và đấy là một cái case study điển hình cho cái việc mà vừa làm giải trí vừa bán được hàng trên cái kênh của họ rồi, thì mọi người sẽ bị mất top đấy. Và khi mà mất top như thế rồi ấy, để mà quay trở lại mà làm một cái nội dung cũ ấy, gần như là khán giả rất khó để mà chấp nhận với cả con người mới của mọi người. Đấy, cho nên là cái stream hôm nay là mình cũng chỉ dành cho gọi là rút ruột rút gan với cả anh em những cái lời như thế này thôi.